tốt, nó cái ảnh này nó chất lượng vết còn ở ảnh lại ban đêm lại hóa ra lại quay đẹp, trước lo nó quay hóa ra cái này nó quay đêm được, chỉ có lo cái pin của nó sắp sắp là vấn đề, đi mua thêm quay nhiều quá chả hết được pin. Bản thân này có phải camera hành trình được không? Ừ. Thằng này nó có quay được dưới nước mà. Nó là để quay dưới nước ấy chứ. Bản thân nó chống thấm, chống nước để bố có thể đi thoải mái. Bố đi bố quay cái thứ bố không phải sợ. Cái bản chất của nó thế, nhiều cái máy quay mình cứ sợ nước vào ấy. Con này là không phải sợ, cái này ra đây được 10 mét à. 10 mét dưới mặt nước. Sâu dưới mặt nước. Cái này là ống rộng. Nhìn nó sướng. Nó là 4K. Trông rộng, ống rộng. Nó là 4K đâu. Chất lượng ảnh nó tốt. Nó con đi với mấy đứa Eco Park. Kiểu chơi ấy. Sáng sang đấy họp xong rồi là kéo nhau về Hà Nội ăn trưa. Về Hà Nội ăn trưa. Vâng, cho bọn nó lên phố. Cho mọi người nhân viên gọi là lên phố. Quen làm bên Hưng Yên. Lái xe con lái. Lấy đi xe một đứa con lái. Vẫn phết quá. Thì tốt. Nhưng mà bây giờ không không đổi đổi ngang đổi dọc. Chuồng ngang, chuồng dọc được. Chưa quen. Chuồng ngang, chuồng dọc với bố. Bởi vì là chưa có, phải đi nhiều. Một là con không quen xe. Không quen xe là phải cẩn thận. Vâng. Phanh, cái độ phanh mình không biết. Vâng. Cái độ nó hỏng hóc các thứ được không? Chứ còn độ ga mình còn không biết. Lái những các thứ là cũng vẫn còn ngon phết. Cho mấy đứa lên phố chơi. Không đi ô tô nó rẻ, phúc ngồi trước mà đi. Đi ô tô nó an toàn. Mà lúc đầu cũng giống như bố đi một chiếc bình thường thôi. Vâng, đúng rồi. Đi một chiếc bình thường để cho mình quen, mình sướng đã. Nó va quệt thoải mái. Thế sau đó thì mình mới... mình xe xịn soft. Mấy người cứ đi Grab, taxi thấy toàn những ông xe máy cứ vượt ẩu. Tại cái xe của mình đắt quá. Tôi mình có tính hiện nay ở Việt Nam có ước lượng thôi khoảng mới được khoảng 20% dân số là đi ô tô thôi, kể cả ô tô công cộng ấy được mới khoảng 20%. Đến khi nào nó phải đạt con số 80% đi ô tô thì nó mới nhanh chuyển. Nó sẽ không cấm, đấy là hình thức ép, nhưng mà phải là vì một cái tự nguyện của người dân cơ. Chứ cái xe máy quá nguy hiểm. Cái xe máy nó gây bao nhiêu vấn đề nguy hiểm cho người dân. Thì con đang làm việc mấy thằng về giải pháp xe đạp, các giải pháp xe công cộng ấy, để áp dụng cho thành phố Bắc. Bố nhìn thấy dụ nhiều lúc tắc đường nhá. Bố nhìn cả một cái đám người đằng trước có mỗi hai cái xe buýt. Mà nếu như mà cho tất cả những người đang ngồi trên xe máy, đang đi xe máy đấy mà đi xe buýt thì phải cần 10 chiếc nữa. Đúng không? 10 chiếc nữa. 10 chiếc nữa thì mới chứa được hết cái số người đang bị tắc ở cái đằng trước mặt bố ấy. Thế thì bố nghĩ là hiện nay mới đáp. Nhồi lên cái xe buýt nó nhồi kinh khủng lắm bọn, nó không phải như số ghế mà bố nghĩ đâu. Không, tức là mình phải tính. Hôm trước người ta bắt một cái xe khách kia bố. Một xe khách. Nghe không thể tin được. Hơn 100 người nó nhồi lên đấy. Hơn 100 người. Hơn 100 người ngồi lên cái xe ba mấy chỗ. Xe ba mấy chỗ. Không thua gì. Bên Ấn Độ, bên Bangladesh, bên. Đây nói là những cái chỗ tắc đường mà muốn nhìn ấy thì cái chỗ đấy mình nhồi lên xe buýt nó cũng nhồi kinh khủng khiếp. Ngày xưa cũng nhồi xe buýt mà. Không có chỗ mà ngã mà. Nhưng mà có nhiều lúc nó chẳng có ai đi cả. Đấy là những cái tuyến đường mà ít người thôi ạ. Chứ còn những cái tuyến đông á, thì tuyến học sinh sinh viên ấy bố. Những tuyến này đông thì không có chỗ mà ngã. Thế thì anh phải bố trí cái tuyến nhiều xe lên chứ. Nhưng mà
những cái tuyến đó là cao điểm, ờ cái thời điểm thôi. Nhưng mà như thế này ở các nước kia nhá, ui nó ngồi cả lên trên nóc, nó ngồi nó bám trông, ui rồi mình thấy khiếp quá. Đã gọi là xe buýt của công cộng thì anh bù lỗ, coi như là lỗ, mà nước phải chịu nhiều mà bao thì nó phải giảm giá, nhưng hiện tại giá của nó có đáng mấy đâu, vấn đề là cái xe thôi. Như hồi bên Singapore có đi xe buýt của nó xưa, tàu điện xưa, các nước đi được ổn đấy, nhưng mà Bangkok thì chán, Bangkok lên cái tàu nhưng mà chuyến vừa rồi con đi Bangkok thì lại rất ổn. Thế à? Con đi bởi vì có thể là con đi Sky ở trên không? Con đi cả Sky lẫn tàu ngầm. Ờ. Nghĩa là cả hai ổn hết à? Đều rất là thoáng. Ôi bố một hồi bố đi. Nhưng bố đi lâu chưa? Chắc lâu rồi đúng không? Năm 2017 là cái đợt cuối của nó, tháng tới lại chuẩn bị đi nữa này. Nhưng mà mình đi thử để... các cơ phương tiện. Thế con đi có một vòng mùa du lịch đấy. Nhưng mà chỗ kia là lại rất là thoáng. Thế có thể là cách đây bao nhiêu lâu? Năm ngoái, từ 4 năm ngoái. Đợt đấy vé 10 triệu đông, 10 triệu đấn nhau. Thái Lan nóng. Thực ra tất cả cái nền kinh tế với con người của Thái Lan đều tập trung Bangkok. GDP của nó bố đoán là 8% nó nằm ở Bangkok. Mai nó vẫn còn lâu không? Nó vẫn có lâu nhưng mà gần đây nó đẩy mạnh hơn ấy. Nó nâng cao lên tại vì cái hình ảnh của Phuket với lại Pattaya nó bão hòa quá. Người ta kiểu như hầu như ảnh đi rồi ạ. Nó đẩy cái Chiang Mai lên kiểu như là nó kích lên. Nó đi hơn 10 tỉnh thế nào. Chiang Mai, Chiang Rai, Udon cái gì. Đi ô tô, đi tàu, đi các kiểu. To đùng. Bây giờ nhớ hồi cái từ cách đây độ 7-8 năm mà con đi Bangkok thì là nó tắc đường á, đều đi ô tô mà đi kiểu đi tour ấy ạ, xong mình đi ô tô là có ấn tượng với cái tắc đường ấy, không thể đi đâu nổi cái tắc đường, nhưng mà cái chuyện bây giờ con là toàn đi phương tiện công cộng, thì con nó giải quyết được. Vâng, thế là có đặc điểm là con cứ nghĩ là mình đang đi phương tiện công cộng thì là nó đỡ tắc, nhưng mà thực tế là đến khi con cần phải đi taxi thì nó cũng bởi vì phương tiện công cộng quá tốc, nên là cái đường ở dưới này nó cũng thoáng hơn nhiều, không bị tắc nữa. Ngày xưa có nhớ cái hỏi nó chưa xây xong các cái đường trên cao, mà hỏi hay đi Thái Lan lắm, đi nhiều lắm, là cứ ngày cuối của hội nghị hội thảo là phải ra một cái khách sạn rất gần sân bay. Mà máy bay Việt Nam rất là hơi, 7 giờ đã bay rồi, 7-8 giờ đã bay về nước rồi. Thế thì nó chỉ mỗi chuyến thôi. Khổ. Nhưng mà bây giờ mới bảo là hồi